Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, tham dự hội nghị có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dương Xà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực và đạt nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp dựa trên dữ liệu số, nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức viên chức người lao động của cơ quan nhà nước dựa trên nền tảng số dữ liệu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chỉ số đều đạt và vượt so với mục tiêu. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7,5%, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 66%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 54,34%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng đạt 75%, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số đạt 30,07%, tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số. Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp. Các mục tiêu chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra giám sát. Các bộ ngành địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Năm 2023 được chọn là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, do đó các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 được tập trung hướng đến chủ đề Tuổi trẻ Sóc Trăng tiên phong chuyển đổi số. Trong Tháng Thanh niên năm nay, Tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện 19 công trình thanh niên cấp tỉnh. Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy sáng tạo của tuổi trẻ với công cuộc chuyển đổi số. Dịp này, ban tổ chức buổi lễ đã trao bảng tượng trưng một căn nhà cho thanh niên trên địa bàn huyện Châu Thành, 60 suất học bổng, 2.000 quyển tạp cho học sinh trên địa bàn thị xã Ngã Năm, hỗ trợ 11 bộ bi sắt, 1.000 cây xanh, 8 bộ bóng và lưới bóng chuyền cho các cơ sở đoàn. Sau lễ khởi động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã và đông đảo đoàn viên thanh niên đã thực hiện trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ gắn với chương trình Vì một Việt Nam xanh.